đi giữa đám cưới cả làng nhảy đều tâm tắp khiến người xem trầm trồ trong những ngày vui của các cặp tân lan tân nương dĩ nhiên không thể nào thiếu được những màn nhúng nhảy sập sinh đầy sôi động tuy nhiên màn nhúng nhảy tân bừng trong các đám cưới không chỉ dành riêng cho giới trẻ mới đây một đám cưới tại bắc hà lào cai đã khiến dân mạng không khỏi trầm trồ thán phục cảnh tập thể các cô chú trung niên tập trung giữa sân cưới nhúng nhảy tân bừng trên điệu nhạc điều đáng chú ý là các cô chú nhún nhảy theo đội hình vô cùng đều và đẹp mắt khiến cho ai xem qua cũng đều phải cảm thấy thích thú muốn vào nhảy cung trong đó có chú áo trắng được chú ý hơn hẳn vì bước nhảy chắc chắn và vô cùng có hồn như một vũ công thật sự vậy dù chỉ vài động tác bước lên bước xuống theo nền nhạc nhưng lại vô cùng cuốn hút khiến người xem qua đều cảm thấy phấn khích với đội hình vô cùng trực tự có người đoán rằng các cô chú trong đội nhảy aerobics ở các công viên vào mỗi sáng sớm nên mới có thể nhảy đều và đẹp như vậy được. Có người lại vô cùng ủng hộ nét đẹp văn minh như thế này trong những đám cưới, vừa khỏe vừa đẹp lại vô cùng vui tươi. Tôi là tôi khoái anh mặc áo xanh lá đậm đứng sát ống kính nhảy nhất. Nhìn anh ấy nhảy tôi cảm nhận anh ấy thả hết tâm và cảm xúc vào bản nhạc và tầng nhịp nhảy. Wow! Quá dữ! chắc cả làng này đã chuẩn bị học nhảy trước đám cưới rồi quá nhỉ? nhưng không ngờ điều nhảy đỉnh ghê.